Vâng, xin mến chào toàn thể bác nhá Và hôm nay tiếp tục buổi sáng đẹp trời Em về được 130 con đẩy Và trong đó thì một đen đẩy hôm qua em về đây Nói đẩy thì bên em là đơn vị hàng đầu tại trường Việt Nam Bán full các hãng đẩy đó nhá Mà số lượng nhập về hàng ngàn chiếc Riêng đẩy hôm qua em về con mẫu mô đen của LA804 là 4 kênh này có nhìn đúng không ạ Là 60 chiếc rồi Số lượng cực khủng phụ bác anh em luôn Và một mic thì 100 bộ luôn Mic trong bộ trong đó 50 bộ là VK7 và 50 bộ là Bayer 780. Để xếp hai chồng là mic kia. Trong bộ có hai chục thùng thôi. Thì đẩy hôm nay em về 60 chiếc đẩy PS này thì review clip nhá. Hôm đẩy 4 kênh cho trông rất ra 8 trong kênh. Thì nói đến đẩy đơn vị Hi-Euro thì bên em là đơn vị hàng đầu cũng như bán cho bác với mức giá rất, rất cực kỳ tốt cũng như là hậu mãi tốt, hậu mãi đây là bảo hành tốt bác nhá, bảo hành nhanh chóng có đồ thay và cái thứ hai nữa là bảo hành dài cho bác chơi những sản phẩm hàng hãng nhập khẩu và tiện đây thì cũng báo cáo bác thì hôm nay em rất là vui về lô đẩy các bạn ạ đây mà cái, mà, cái gọi là đây mới là nhân vật chính này được 3 mô đen đẩy mô đen đẩy JBL X6 X8 và X10 với công suất cho ra 600W 800W và 1000W đây dòng đẩy hai kênh nhá X8 là 800W hai kênh cái điều quan trọng lô đẩy em về còn nguyên game, nguyên đai nguyên kiện hàng xịn sò của Mỹ bác nhá hàng xịn sò của Mỹ bác nhá Hàng xịn sò của Mỹ JBL X8 Heckman bao nhiêu ạ? Hàng này em nhập luôn em về được à hình như hơn 80 chiếc, hơn 80 chiếc. Thì đây em về được có, được có 60 chiếc thôi. Hơn 80 chiếc thì về trước được ta 60 chiếc. Đây hàng ở công trình người ta, người ta bị người ta bị ấy, và mà nếu thì dịch dã dịch dã người ta trong cái phòng KTV bên nước ngoài ấy. Bên trong nước ngoài họ họ mỗi chuỗi KTV họ là 100 phòng, 100 phòng nó khác Việt Nam mình là chỉ 7 8 phòng, 10 phòng hơn chục phòng thôi thì bên bên nước ngoài có hàng trăm phòng một chuỗi nên là một cái công trình họ bị răng dở cái nào tuần được ra nhà máy ra được tám mươi chiếc hơn 80 chiếc về hàng phụ của anh em hàng tồn kho nhà máy quá nhá hàng tồn kho nhà máy của Heckman hàng nguyên đai nguyên kim à, thì đối với thì dòng của JBL thì cái đẩy này thì cho ra tiếng rất là hay tiếng sạch sáng và sang và giá cũng rất là tốt cho bác nhá Đấy, giá cực kỳ tốt luôn thì uh, em mới chỉ nhận được giá áng áng giá của con uh, X6 thôi X6 thị trường em bác hay X8 thị trường em bác mua được thường tầm 7 tầm 7 triệu rưỡi hơn 7 triệu con thì uh, hôm nay em về hàng em bán là giá là 6 triệu 6 nhá em bán rẻ được 6 7 6 700 vì là bác đi hàng về nhiều thì em bán giá tốt luôn 6 triệu 600 ngàn đồng một chiếc nhá 6 triệu 6 X6 này X6 sống đeo này thì là giá là 5 triệu 8 nhá 5 triệu 8 trong ngàn đồng một chiếc 5 triệu 8 Đấy, X8 là 6 triệu 6 x uh, x sáu x tám là sáu triệu sáu này x sáu uh, là năm triệu tám giá cực tốt cho bác chơi những con đẩy nguyên ghim nguyên tai đỡ phải lo lăn tăn là zin với không zin các mua hàng bãi cứ hay bị zin với không zin rồi là sửa chữa chưa mất việc còn đây em nêu là một lô hàng rất là đẹp về nguyên đai nguyên ghim nguyên cd luôn cho bác nhá nguyên gim uh, ghim của Heckman luôn để cho bác chơi có để tiếng rất là sang vì sử dụng thứ nhất là nguồn xuyến đồng và cái thứ hai nó sự mạch ấy mạch là mạch đời mới mạch là đắt hát tiếng rất là hay tiếng rất là hay nhá con này còn tiếng cảm tưởng hay hơn cả dòng để cửa đao như dòng t 5 t 7 hay là những dòng kể cửa đao xli là em đánh giá không hay bằng đâu em sẽ review nội thất và dòng này anh em bán rất nhiều rồi bác check bác xem quan trọng em về hàng mức giá rất là tốt thì số lượng về nhiều em bán cả xỉ cả lẻ cho anh em thợ nhá riêng lô đẩy em bán cả xỉ cả lẻ cho anh em vì nó về nhiều về hơn 80 chiếc thôi ôm nguyên lô luôn nguyên lô luôn em định nếu thì bên em nhập hàng bãi cũng rất nhiều nhưng tại sao em không nhập đẩy bãi vì báo biết thì đẩy bãi tỷ lệ lỗi siêu nhiều luôn siêu nhiều lỗi là vặt rêu nhiều nên em không lấy em chỉ nhập những cái lô đẩy vụ nhà những cái lô đẩy của xịn sò của hãng này xịn sò hãng này thì được mới này thì tỷ lệ là các bác bán cho bác thì an tâm hơn các bác dùng thoải mái thật ra chất lượng linh kiện nó mới tinh đấy <laughs> và nếu thì với tầm giá tiền này bác bác mua bình thường những con đẩy OEM thông thường những dòng của DB hay PS hay TD hay ạt thông thường thôi nhưng con đẩy như tám này cũng hơn 5 triệu rồi thì bác cố lên cho hiếu mình tí hoặc con đẩy mà bên hãng nó nó gọi quảng cáo là chất hay những người em thông thường nó cũng dừng sáu 6, 6 triệu rồi tám w hay có thể hơn 6 triệu tí thì bác cố cho em thêm ít tiền nữa mua những con đẩy uh, của JBL những đẩy của hãng xịn sò này tiếng hay rất nhiều bác nhá nhà dòng hãng xịn sò luôn tiếng hay rất nhiều so dòng đẩy hàng oem thông thường đấy hay hơn tiếng sang sạch hơn rất nhiều quá nổi tiếng từ xưa nay rồi quan trọng về mức giá tốt bán giá gần như giá hàng bãi luôn các bác chơi anh em chơi nhưng có để lại tiếng mặt mũi nó cũng rất là đẹp luôn hôm nay hàng về em chỉ review nhá hình một tí thôi anh em trên, trên kênh có nhu cầu thì em thì có ba mẫu đen nhá mẫu đen là 800W này x8 này em về x8 thì được ít thôi x6 về nhiều quá nhá về nhiều nhất là x6 cái này cái này mình không chủ động được tại nó, nó của hãng nó ra này. mình ôm được như này thôi x8 thì về ít hơn ít hơn này x10 thì ít nhất x10 có 6 bữa. có 2 này 4 này 6, có 8 chữ x10 x10 là 1000 W này. X10 em trên nhân giá. X10 nó phải gần tá xuất suất là hơn 8 triệu bác nhá. 8 triệu hơn 8 triệu, x10 1000 W một cây. Bác nhá, 1000 W một cây. X10 hơn 8 triệu chiếc này. Các bác chơi vừa ghép với những con cặp loa full hay những cặp loa JBL thì hết ý luôn, hết số luôn các bạn, Đánh tiếng nó sang nó sạch. Đỡ phải chơi những con đẩy của em trên thị trường. Tất nhiên em không phải nói xấu kể những con đẩy này nhưng mà con đẩy này vô trong tầm tiền, quan trọng là em bán trong tầm tiền nó giá rất là tốt rồi. Vì những con đẩy như vụ như con đẩy hai kênh đây. Vũ, hơn 8 triệu thì bao cùng hơn 8 triệu bác mua con đẩy bốn kênh hàng ô em đây. Đấy. Đấy. hơn 8 triệu con đẩy 8 ăn này. Đang bán là gần 9 triệu 9 triệu thì em bán một giá chỉ còn suất 8 triệu hơn 8 triệu thôi, một giá rất tốt cho anh em chơi. Nhà bên em nhập nhiều. Bất kỳ hãng nào em bán giá rất là tốt so với các cửa hàng khác các nhá. Đấy. Nhưng bác cố được tí thì con đẩy này tuyệt hết ý luôn này. X10 về ít nhất nhá. X10 có được có hai X10 là hết lô luôn rồi 2, 4 Của tao có X10 thôi X8 thì về X8 đây có gần này thôi X8 thì có hình hơn 20 con Còn toàn là X6 Còn X6 về nhiều nhất đó nhá X6 nhiều nhất Nó toàn X6 thôi còn X8 thì vừa vừa Còn đâu X10 được ít Đấy. Thông báo anh em trên kênh Có anh em có nhu cầu Nhanh tay liên hệ đơn vị em nhá Và xin lời chào tạm biệt bác ạ